Welcome to SVFF, Southern Vietnamese for Foreigners. Pronunciation: A, A, O. Today we will focus on the three vowels: A, A, O. Now look carefully at my mouth. A, A, O. Now let's practice in words. Ăn, ăn, ân, cam, căm, căm, bạc, bạc, bật, bác, bắc, bất, cạp, cặp, cập. Now let's practice in sentence. Lan ăn cam. Bác tôi tập thể dục và đạp xe rất nhiều nên rất khỏe. Ăn bắt mặt nam. Now let's practice in paragraph. Nhà tôi có ba người. Ba tôi tên là Năm. Ba làm nhân viên văn phòng ở quận 6. Má tôi tên là Mai. Má bán cá ở ngoài chợ. Anh trai tôi tên là Tân. Anh Tân đang học đại học. Anh thích ăn cá má nấu và ăn cam trồng trước nhà. Tôi tên là Lan. Tôi đang học ở trường Chu Văn An. Now let me read it again and faster. Nhà tôi có ba người. Ba tôi tên là Năm. Ba làm nhân viên văn phòng ở quận 6. Má tôi tên là Mai. Má bán cá ở ngoài chợ. Anh trai tôi tên là Tân. Anh Tân đang đi học đại học. Anh thích ăn cá má nấu và ăn cam trồng trước nhà. Tôi tên là Lan. Tôi đang học trường Chu Văn An. Note that A can stand alone without final consonants. For example, ba, cá, giả. And A also can stand with the final consonants. For example, Lan, cảm. But A and O must be followed by a final consonant. For example, ăn, chân, trâu. Now let's practice recognizing these sounds. You will choose the words that you hear and write down in the comments. We will check your answers. Now let's start. Một, tất, hai, cần, ba, nấm, bốn, mát, năm, cạp. That's all for today. Hope you enjoyed the lesson. See you later. Tạm biệt và hẹn gặp lại.